Em tên là Duy Khánh, hiện nay em 23 tuổi và em đang hiện đang kinh doanh. Dạ. Wow, Duy Khánh 23 tuổi thôi hả? Ôi sao nhìn chững chạc vậy trời. Nghe nè, em có hoạt động trong lĩnh vực giải trí nghệ thuật được không? Dạ hiện tại thì chưa. Nói chung mà em đang làm trợ lý cho ca sĩ. Trợ lý cho ca sĩ? Dạ. Ca sĩ nào vậy? Dạ thì đó, tí nữa em sẽ giới thiệu sau. À tí nữa. Còn dạ. Em? Dạ, lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Huỳnh Tú, em 28 tuổi, hiện em đang là ca sĩ tự do. Do thì tôi biết là trợ lý cho ca sĩ nào rồi, đúng không? Rồi, bây giờ hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Thì 2 năm trước thì em đang đi chơi đám anh em của em. Em đi vô một cái quán acoustic, lúc đó Tú lên hát. Đó mình chưa biết Tú là ai cả. Thế Tú lên hát, Tú hát cái bài Zombie. Mê liền luôn. Cái là ông anh nó không nói em. Ê, Philippines, Tú lên chị Danh. Nhỏ Philippines. Ủa ghê vậy, ghê vậy. Hay quá. Kiểu như một cô nàng có ngoại hình rất là cá tính, tóc ngắn như này. Mắt đăm chiêu nhìn xung quanh cười mỉm. Chết người. Nhưng mà anh thắc mắc là cái bài hát Zombie á, dạ. Cái bài đó nó như thế nào mà khiến mà em mê mẩn như vậy? Dạ, đó là, nhất là đó bây là bài. Bây giờ chắc có lẽ chắc mời Tú hát thử 1 câu 2 câu. Ra cái bài đó nó không có kiểu nó tình cảm nó gì, nó là một bài hát rock á anh. Đó là bài rock. Kiểu hát đâu em cũng không biết tại sao mà kiểu nghe xong mà cái lại như vậy, thay vì giống như người ta hát một cái bài đó nhẹ nhàng mình ấn tượng nhưng mà không, ông này rất là ngược đời. Rồi giờ hát lại 1 câu cho Zombie. Dạ, hả? Được không ạ? Cái gì? What's in your head, zombie. Đó, mày nhấn rồi nè. Là hiểu vì sao cái vụ mà nhưng mà thực ra là như vậy nè, em đã gặp bạn này trước khi bạn này gặp em ở trong cái chỗ mà em làm. Oh yeah. Em có thói quen là em rất thích đi uống rượu. Thì là vô tình hôm đó là lần đầu tiên em tới cái quán đó là em gặp bạn này. Thì tính em từ trước đến giờ là em luôn để ý những cái người mà ít nói. Thì sau thì em cũng thấy ấn tượng thì em mới hỏi bạn của em nói trời các bạn kia nhìn hay quá sao kiểu anh có quen không. Thì sau đó bạn em mới nói một câu đó, em mày ơi nhìn nó vậy thì nó gay. em cũng bất ngờ, nói trời sao giờ nhìn đâu cũng thấy vậy. Nhìn đàn ông quá sao vậy, uổng quá ta. Thì xong rồi thôi, thì sau đó là vô tình thì em cũng không biết là bạn này đã từng coi em diễn ở bên cái quán đó luôn. Ở sau đó thì chắc chắn là Khánh là người chủ động là thường xuyên rủ em đi ăn, đi uống, đi chơi. Thật ra không, lần đầu tiên là em chủ động. Có nghĩa là em chủ động ở, có nghĩa là em không có cái vấn đề về cái việc tình cảm với bạn này. Mà là có nghĩa là em thấy bạn này nói chuyện rất hợp. Và thật sự là khi mà nói chuyện vài lần rồi em vẫn nghĩ bạn này thuộc giới tính thứ ba, chứ vẫn không phải là đàn ông. Thì mới nói là rảnh thì đi cà phê vậy thôi. Thì bạn này lúc đó từ chối rồi, cái em nghĩ trong lòng nó chờ sao thằng này nó chảnh. Sau cái sau đó thì mới thừa nhận với em đó là thật ra không phải là Khánh từ chối mà là Khánh mới lăng kim. Khánh mới lăng kim nên rất ngại ra đường. Bạn này bạn rất là điệu, có nghĩa là lúc nào cũng sợ mình xấu. Nhưng mà lúc đó là em vẫn xưng hô bằng chị đúng không? Lúc mà ngày đầu tiên nhắn tin với nhau á thì Tú nói là thôi đừng xưng chị em vậy. Tại vì em nghĩ cũng xem tuổi thôi, xưng tên được rồi. Xem lắm. Nhưng mà có hỏi tuổi không? Lúc đó em chưa, mà thực ra nhìn bạn này em không nhỏ hơn em có 5 tuổi đâu. Nhưng mà thật sự là em có thích người nhỏ tuổi hơn mình không? Thật ra là sau khi em chia tay cái người bạn trai cũ là em có một cái lời thề là em không bao giờ em quen người nhỏ tuổi nữa. Thì chia tay được 2 năm sau em gặp bạn này thì lúc đó em nghĩ là chắc xem tuổi, tại vì nhìn cái ngoại hình bạn này lúc đó là rất là cao, tay này kia mặc đồ cũng chững chà. Đến lúc mà em biết được bạn này nhỏ hơn em 5 tuổi em bị đơ hoàn toàn luôn. Kiểu như mình cũng nghĩ nó chết rồi giờ sao ta kiểu. Giống như kiểu ai chị em ở nhà ông chọc nó thôi mày ơi, cái số mày là toàn chỉ gặp trai trẻ hơn thôi, mày chấp nhận đi. Có kệ nó vớt được. Dạ đúng rồi. Đó, cái số rồi em. Dạ. Rồi bây giờ nè, lúc nào thì hai bạn mới dính với nhau? Thì cũng ngồi ăn xong uống rượu chơi chơi game rồi đó. Thì hôm đó chắc là gần sáng thì mới về, bạn này đưa em về. Thì mỗi đứa đi một chiếc xe. Thì về tới nhà xong rồi thực ra bạn này là một người là không có khả năng nhớ đường đi. Cái mới hỏi em là từ nhà em đi về nhà bạn đó đi bằng đường nào, đường này kia em đứng em chỉ. Cái bà chỉ mà mắt bà đờ đờ vậy nè. Anh đi đường này nè, xong rồi anh về trái xong đi thẳng hoài luôn, xong rồi anh về phải là anh thấy đường, anh biết anh về rồi. Ủa nói vậy ta, vườn đường mình phải là tới rồi mà ta, sao anh sẽ đi vẽ tùm lum vậy, bê quá. Xong em chỉ xong lát cái như mẹ em xuống mở cửa hay sao, nghe cái tiếng mở cửa cái bạn này mà mới kéo tay em lại hung em một cái, hung cái chốc lúc đó em cũng đơ luôn. Rồi xong em cũng rồi lúc đó mẹ em mở cửa em đi lên nhà, giống như là kiểu cái lúc đó là cái lúc mà quyết định là quen nhau luôn á đó. Đó là em làm mà liều lúc đó chứ. Là đã biết tuổi bạn này chưa?
biết lúc đó là hôm đó là đã biết rồi. À, và bạn này là làm một cái hành động nó là quá là em bất ngờ luôn, cái em mẹ nó chóc vậy đó. Đứng hình chứ đúng, dạ, đứng hình chứ nó bắt kiểu như em cũng đang bê mà hung cái sao em tỉnh luôn mà. Rồi sau đó có dẫn về nhà giới thiệu với phụ huynh không? Dạ có chứ, nhưng cũng nhanh lắm đúng không, khoảng mấy tuần thôi dạ. Dắt về nhà mà rồi. Mẹ mẹ em chắc sẽ thích cô này bởi vì tính hoạt bát rồi nói thật ra em nghĩ là lúc đầu là chưa đâu. Ban đầu thì chưa, tại vì em thì kiểu như bạn gia đình bạn này thì dạng như là kiểu em gọi là sao nhỉ, dạ thì cũng bên dạng kêu trong quân đội trên người em rất là nhiều hình xăm. Rồi mẹ em có thấy hình xăm của vợ em không, và mẹ em có thích điều đó không? Thì ban đầu không thích, xấu xăm nhiều quá vậy. Thì thích thì ta xăm, con xăm nha, ký đầu mày giờ. Vậy á, em rất thích xăm, mà mẹ không cho. Thì đâu lúc em cưới bà này về rồi em mới dám xăm. À em mới xăm. Dạ, mà em mới xăm là đi xăm về xong là em bị la. Bạn này không bị la nhưng mà em bị, cái gì em chịu hết. Cái ấn tượng mà khi mà người lớn nhìn vô em hồi thời điểm hồi lúc trước á, thì em nghĩ là chắc là cái về phần tốt thì không mấy nhiều. Kiểu em thì em trước giờ em để tóc ngắn thôi, có một khoảng thời gian em còn để tóc còn hơn, em còn cạo cả hai bên cơ. Rồi em hình xăm này khi đâm ra người ta nhìn em họ nghĩ em thích con gái chứ không phải là con trai. Đâm ra thì khi mà đến cái việc mà em lấy chồng cũng rất là nhiều người bất ngờ. Giống như có những người bạn thân em, có những bạn cái xong khi mà em đưa thiệp cưới họ cũng nói là trời cái này em lấy chồng thiệt hả, nói cái này là anh chắc cho anh xin lỗi tại trước giờ anh cứ tưởng em thích con gái chứ anh em không thích con trai. Thích con gái. Dạ. Khi mà em về nhà rồi á, thì em mới bắt đầu em cho mẹ em biết, như là em muốn chứng minh cho người lớn biết, là có nghĩa là không phải xăm mình là sẽ có cái suy nghĩ người ta sẽ như vậy. Thì sau thì em nghĩ là bây giờ thiệt ra là đến bây giờ mối quan hệ của em và cả gia đình bên chồng rất tốt, không quá có tốt. Vấn đề gì xảy ra thôi như cả. Vậy thì quá tốt rồi. Dạ. Trước khi tới hôn nhân hai bạn có tới đâu chưa? Có nghĩa là tới đâu là tới đâu ăn cơm cái kẹn đó. Tụi em thực ra làm khi em có em bé rồi mới cưới, hai đứa mới cưới nhau. Dạ, nhưng mà em rất là sợ người ta có cái suy nghĩ là mình có cái em bé để người ta đưa em đưa bạn này vô cái việc cưới ép cưới. Thì cái lúc em cũng có nói thẳng với bạn này, em nói là em không có cần cưới, cái em bé thì xin, có nghĩa là tự lực cũng như là kiểu là kinh tế về như em vẫn có thể em tự nuôi con. Nhưng mà bạn này nói với em một câu là không có nghĩa là phải cưới, tại vì sao, em là phụ nữ, phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi hơn, làm gì làm phải có đám cưới đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ tụi em là ở chung với bên gia đình nhà. Dạ, ở bên nhà em. Bên nhà của Tú ạ. Tại vì mẹ Tú có một mình à. Dạ, với một phần đó là em đi làm ở bên nhà em thì nó sẽ gần, nó tiện hơn là bên nhà của Khánh. Biết cưới được bao lâu rồi cơ? Dạ đến giờ là cưới hơn một năm, cưới một năm mấy rồi. Một năm mấy. Thôi bây giờ vô luôn cái phần gọi là tật xấu đi, vạch mặt đi. Ra mọi người nhìn vô á, lúc đầu thì nghĩ là chắc là em kiểu em hay ăn hiếp bạn này, nhưng mà không có. Còn thật ra em mới là người chịu chậm nhiều nhất. Có nghi Khánh em ăn hiếp không có đâu. Tại vì thật ra em từng tuyên bố mà em nói bạn là thật ra tại vì tụi em giỡn, tụi em hay xưng mày tao với nhau. Em nói tao nói thiệt mày nghe, tao mà bây giờ tao làm có tiền tao thành đại gia. Nguyên cái nhà này nè, bên nhà mày, bên nhà tao lắp hết camera toàn bộ để sao tao quay lại cho mọi người biết hết cái bộ mặt thật của mày. Khi mà mày ở riêng với tao mày như thế nào với tao. Cái đầu tiên bây giờ em nghĩ tới nhất là hay tóc váy lắm. Có nghĩa là em đang đứng xong lấy cái tay quệt lên chơi vậy đó. Xong cái em chửi cái xong mà thấy mẹ em. Thế em sao có quay là có nghĩa là một cái con người khác. Lật ngược thế cơ. Em sao vậy? Trời mẹ ăn ti dạo này, em ở nhà tin ti. Trời ti dạo này nó làm sao, nó hay chửi con ăn hiếp không mà con buồn lắm mẹ. Mà mẹ em bên mẹ em tin, có nghĩa là lúc nào mẹ cũng nói ở con nó đi người kệ nó vậy đó. Nhưng mà không biết là nó cái xong rồi mẹ em vừa quay mặt đi có lấy cái tay hả, khiều móc em quẹt đủ thứ trò để kiếm chuyện với em vậy đó. Thật ra em chỉ có thể với lại Tú thôi, chứ em nghĩ người nói chuyện người khác thì em không được như vậy. Lúc mà em ở với Tú á là 100% con người thật của em. Em được sống thật với mình. Dạ đúng rồi. Cũng như đi ra đường không nói năng, đi làm dù 8 tiếng hồ kiểu như ít nói chuyện, về nhà gặp em là xã. Giống như là xã con thú, mỗi lần là chồng em nói anh thả con thú giữ trong người anh ra hay vậy đó. Nói cái đòi cái em bữa còn đòi với em là đi xăm. Hỏi xăm cái gì? Giống như là xăm cái lồng á, tại vì trong người anh có con thú giữ nên xăm cái lồng đó, mày khỏi xăm. Mày đợi chút tao đi ra tao mua cây bút lông á, tao vẽ cái lồng lên mặt mày đó, tao vẽ trên đầu vẽ xuống hết là rồi con thú giữ ở trong đó luôn, khỏi xăm để làm gì hết. Đó. Mà chị hỏi nè, em xăm gì lên người em vậy? Em xăm nhiều lắm. Xăm nhiều lắm. Có một cái lỡ là em xăm một cái môi của bạn trai cũ em lên người em. Thì ra đây cũng là cái bạn này hay chửi em tới giờ. Có nghe chửi không phải chửi mà hay kiểu là cái môi trên cổ của em. Cứ lâu qua nhìn cái xong liếc em có lấy cái tay á, giả vô cái cổ em rồi nè.
mày coi chừng tao á gì đó. Ghen vết xăm mới đúng không? Nhưng mà họ chút cái là có nghĩa là thay tự, rất là hay tự biên tự diễn. Nhưng mà đây là một người đàn ông rất là mạnh mẽ đúng không? Cuộc đời anh ấy chắc chả bao giờ biết sợ một cái điều gì đúng không? Sợ, sợ chứ, sợ dáng. Rồi đó có nghĩa là cái phòng em là có cái toilet ở trong phòng luôn. Bữa thì đang đứng gây cái tự nhiên ông là em hỏi cái gì? Ủa con dán trong toilet. Không dám bước vô toilet luôn mặc dù đang rất là mát. Em đi vô thì em bóc con dán ra em bỏ xong mới dám đi. Trời ơi, bả đàn ông ghê không? À, rồi, còn cái gì nữa không? Thật xấu gì nữa không? Rồi bạn này có cái xấu là hay xấu ngủ. Nhiều khi đang ngủ các em kêu có việc gì đó, nhiều khi em sợ ma, em nghe tiếng gì lục đục giữa đêm các em khều khều. Cái là cái gì là quạo với em rất là xấu ngủ. Còn hơn không vậy thì đợt đó tự nhiên ở nhà trong phòng em tự nhiên đâu có chuột con. Em cũng sợ mà tại vì em sinh em bé thì nhiều khi có mấy cái bài báo em đọc em thấy sợ chuột nó nghe mùi em bé nó hay gặm em bé. Em nghe lục đục các em khều, em nói trời anh. Thế xong rồi, cái gì vậy đó? Rồi anh đứng lên coi hình như có chuột hay sao á. Ôi, ghê lắm, sao đứng anh cũng sợ chứ bộ. Anh còn quay mặt ở bên kia chùm cái mền lại ngủ để em. Em điên lên không em hề luôn. Cái xong rồi em lại đi em khều lại mấy lần nữa. Cái lá hồi mới đứng vậy em nói trời, lỡ chuột lỡ ví dụ hả? Ví dụ em nói giờ quạo vậy đó. Em nói lỡ ví dụ giữa đêm mà ví dụ em bệnh hay là ví dụ lỡ có cái chuyện gì trong này rồi xong kêu vậy cái quạo vậy đó hay là sao? Em kể đúng chi tiết cái ơi. Thôi đi. Có mấy đợt kêu giữa đêm phải bạo không? Rồi bây giờ tới phiên em đó Khánh. Diễn đàn này bây giờ lật ngược lại tới em đó. Tật xấu của vợ em là hay nói xấu chồng mà nói xấu không chúng chính xác. Không hề luôn. Tớm đặt luôn. Kể 10 mà dính có hả 2-3 cái à. Tức là viết thêm nữa. Chính xác, viết thêm nữa. Kiểu như là em là người xấu lắm luôn á. Nhưng mà anh hỏi em nè, có phải là cái thú của vợ em là cái thú đi nói xấu chồng đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì đâu? Ở nhà em chịu đựng những cái mà không có ai hiểu. Đâm ra bây giờ em gặp người ta em tức, em bức bố em phải kể. Nhưng mà em vui không? Vậy? Nhưng mà em vui không? Vui. Vui là cái thú rồi. Rồi còn gì nữa Khánh? Ăn uống và mua sắm nha. Ăn thì ví dụ như là em muốn ăn không thì anh chở em đi. Thôi làm biến quá, đặt về. Ăn đêm á, kêu than mập, sợ mập. Sáng uống giảm cân, tối ăn đêm. Có một bà chị khác hỏi Tú về cái việc giảm cân. Ok, thì bà này thì chửi bà kia. Chị uống giảm cân mà chị không bao giờ chị ăn uống điều độ thì làm sao mà giảm cân được, chửi người ta. Sáng không ăn sáng. Đâu. Chưa ăn ít, thôi em uống húp canh thôi. Chiều ăn, thôi em uống húp canh thôi, tối ăn khuya. Trời ăn gì ăn phở, ăn lẩu. Không có, thật ra là cái hôm mà em ăn đêm là em xả. Em đang xả thuốc, em không hề uống thuốc mà. Em xả gì, em xả toàn làng ghê. Còn một cái gì mà thuộc về xấu không hay không nè? Nè, có hay bỏ bê cái chuyện ấy không? Nữa ấy nữa, sao em hỏi ấy hoài vậy? Này nó hỏi ấy hoài kìa. Hai vợ chồng rất trẻ, đúng dạ. Không? Rất trẻ cho nên là nó phải hừng hực lên mọi thứ. Đây hay hừng hực hơn em? Em là không hừng hực hết trơn á, nhưng mà vợ em sao á? Sao? Như lúc ai, em thực sự là em rất là buồn ngủ, giống như chính xác luôn. Mà em xạo em ơi. Tối hôm qua em buồn ngủ lắm. Em kiểu như mấy hôm nay em bệnh, cái em lại ngủ. Ủa, em ngủ hả? Thôi vậy giỡn chút chơi. Em giỡn mức độ em thôi. Giờ em giỡn tới cái giờ đó à, thôi mình giỡn xong rồi thì giờ mình vui xíu à, xong mình mệt mệt xíu. Nãy giờ không vui rồi. Hay có cái câu hỏi em anh giờ anh khỏe quá nào mình làm gì cho mệt xíu không vậy đó, hay vậy đó. Nhưng mà vợ em bị có cái là quá mê điện thoại luôn, kiểu như là đang cầm điện thoại chơi game nè, vòng chồng mà giỡn giỡn cười khều cái thôi em không thích. Em cứ khều tiếp, thôi nha, em thích nha. Nhưng mà anh thích được rồi. Em cứ khều cái không thích nữa. Cái em tuột hứng, bị mất lửa. Rồi thôi, em bị quay bên kia 3-4 giờ sáng rồi, quay qua khều. Ủa ngủ rồi hả? Anh ngủ hả? Muốn làm gì má? 4 giờ sáng muốn làm gì má? Thôi bây giờ quay trở lại, em mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Vậy bà xã em hoàn hảo quá sao giờ? Em thì em không tự nhận em hoàn hảo gì hết, ai cũng có cái khuyết điểm thôi. Điểm như là cái mà em được ra là em chỉ mong muốn bạn này là kiểu như là bớt kiểu cái xấu ngủ là cái xấu ngủ đó vậy thôi. Ôi, chứ không có cái gì chứ. Anh từng nói là vậy cái thôi đó hả? Bản chất của em, cái bản tính đó giờ vậy rồi, em biết mà. Em sợ không, sao một vậy? Cái nữa là giận cá chém thớt. Từ lúc cưới giờ em không có rảnh em cãi lộn luôn á. Kiểu như em kiểu thôi, kiểu mỗi lần bắt đầu gây nhau là em sẽ im lặng. Bạn này á không to tiếng, nhưng mà khi bạn này kiểu như bạn này bực mình hay là bạn này giận cá chém thớt, bạn này sẽ nói ra những cái câu nói rất là có nhiều khi là em bị tổn thương. Nó có một cái nguyên nhân, tức là bạn này thực ra cái lứa tuổi em phải cho bạn sống đúng lứa tuổi của bạn. Dạ, đúng. Chứ bạn không thể nào sống vượt lứa tuổi của mình được. Cho nên nói gì thì nói, có nghĩa là khi mà bạn có chững chạc mấy đi chăng nữa thì vẫn bạn vẫn là lứa tuổi này. Dạ, đúng. Cho nên nó vẫn phải có những cái gọi là
đặc trưng của lứa tuổi đó. Dạ, đúng rồi. Thì thường á là vậy đó, nhưng mình kềm không được á, nhiều khi mình cũng bí văn nữa, bí văn nữa mình nói những cái từ ngữ hoặc là những cái vấn đề nó sẽ làm tổn thương cái người phụ nữ, tại vì lúc đó mình nóng quá, mình nói cho đã nư mình mà mình dạ. quên đi cái vấn đề đó, thì cái đó là nên đổi. Dạ. Cho dù bạn ở lứa tuổi nào cũng vậy, bạn phải bỏ ngay và liền cái việc đó. Giỡn nhau thì được, giỡn dạ nhau xuống mày tao chỉ tới dạ. đúng không? Dạ đúng. Nhưng khi bắt đầu mà vô cái vấn đề nó nghiêm túc rồi dạ. mà mình tổn thương cái người phụ nữ không bao giờ quên được. Dạ. Cái hoàn cảnh của hai đứa bây giờ á, tức là hiện giờ mọi thứ đang tận hưởng cái cuộc sống này. Dạ. Tại vì mọi thứ nó còn quá mới, quá dạ. son. Dạ. Thực sự bây giờ là đang yêu mà yêu dễ sợ lắm. Dạ. Chỉ muốn là lúc nào cũng vậy giỡn thôi. Dạ. Bạn vợ bạn cực kỳ duyên dáng, là nó nghiêm túc kỳ. Luôn, rất là duyên luôn. Và không. Cái cá tính này là thực sự là Khánh yêu là đúng rồi. Thôi bây giờ chúc cho hai vợ chồng duyên dáng như thế này mãi nhé. Dạ. Dạ. Dù là thời gian có là bao nhiêu đi nữa cũng luôn luôn vững vàng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Dạ. Rồi, cảm ơn em.